Bắc Hà ngày hôm nay là coi như là 60 ngày. 60 ạ. 60 ngày chưa tiêm được cái mũi thứ hai. Mũi thứ hai mấy hôm nữa mới đến ngày 5 tiêm. hôm nữa. Đúng 5 hôm nữa. Hôm Đàn nay này là là tiêm bị mũi thứ hai. tiêm vaccine bị muộn, thành ra là 5 hôm nữa mới đến ngày tiêm. Thì coi như 10 ngày nữa là có thể được bắt được. Có mấy người nhận cọc rồi nhưng mà chưa thấy ai chuyển khoản cả. Mấy người nhận chó rồi nhưng chưa thấy ai chuyển khoản. Đó, ngày hôm nay thì đã cân rồi. Con đực còi nhất là được 5 cân là thằng này. Đây. Thằng này là thằng còi nhất này, vì nghịch đẻ ra là bé hơn một chút và nó nghịch rụng hết lông mũi này. Đấy, đó chính là thằng đực còi 5 cân. Còn hai thằng đực còn lại thì 6 cân rưỡi. Hai thằng đực còn lại. Đây, hai thằng đực còn lại đây một thằng này. Yếu tố quyết định vẫn là nó phải Đấy, hai thằng nó ba thằng nó sát nhau luôn đấy, ba thằng đực đấy. nhưng Đấy. phải kết hợp được Hai thằng đực. Đây thằng này chứ nữa, thằng này là thằng đực thứ hai. nhưng Hai. Ok. con nó yếu thì không kết hợp Hai thằng đực là 6 cân rưỡi. 6 cân rưỡi gần 7 cân. Đây là đã ăn chưa anh nhỉ? ăn từ sáng hôm Ăn bữa thôi. ăn từ sáng, bây giờ là buổi trưa rồi. Nếu mà nó ăn vào thì có thể nó lên 7 cân gì đấy. Nhưng coi như là 6 cân rưỡi thôi hai thằng đực. Còn hai con cái thì là bằng nhau 6 cân. Như thế là nếu mà tính cái cân nặng của chúng nó là thằng thằng rụng lông mũi này, thằng đực Anh nghịch cho này hai đứa. là thằng vẫn là nhẹ cân nhất là 5 Thế cân. là bọn này hai đứa. Hai con cái là 6 cân và hai Hai con đứa đực sang một bên là không ăn dặm 6 cân đường rưỡi. nào Đó. cho dặm đường Đây, nào quay nhưng gần đấy. cho bằng tám luôn. Đây. Cho liếm để cho nó đỡ bú mẹ. Mẹ nó như thế vẫn nhiều sức khỏe nhưng mà cho đấy mà để cho Cái nó đỡ quấy nhiễu. Nó ăn dặm được mà mình không ăn thì nó lại quấy nhiễu. đó đó là con cái đây đực, hai thằng đực to đây, hai thằng đực to thì thực ra là nó cũng có Anh chênh ơi, nhau một tí tẹo, là một cái thằng là cho nó khoảng tầm cái thay cái nước 6 để cân 7 con nở thằng này. Một thằng 6 cân 7, một thằng cả cho 6 cân con nó rưỡi. được Nhưng thực ra là cái khoảng đấy thì đơn giản là một cái thằng nó nặng nặng thì nó xịn đi còn vệ cái sinh thằng rồi, nó một thằng chưa đi vệ sinh thì có thể nó cũng ra cái chênh lệch như vậy. Hoặc ăn ít ăn nhiều coi như nó bằng nhau 6 cân rưỡi thôi. Ra đây nào. Vừa mới mưa xong. Ra đây. Được. Đã có dáng rồi đấy. Được rồi. Hôm nay thì nhìn thì không phân biệt được nữa. bài học quân con Không phân biệt được nữa. Cái mà lông một xù thì nó to thế, nhìn trông cứ tưởng đực. Bọn này ấy, được với cái là lúc nào mà chúng nó chú ý, chúng nó tập trung ấy, thì nhìn còn phân biệt được mặt đực với cái, chứ bình thường mà chúng nó mặt nó thả lỏng ra thì nhìn không biết được, nhìn giống nhau lắm. đúng là có đàn rốt, có đàn rốt cần phải biết sửa quên học Được. sửa học cái ta tốt nhất. Chắc chắn là trắng sáng trắng tinh trắng trắng như là sữa. Hey, ra đằng này chơi. Đây. Cho hai con cho nó đỡ là gì. Thì ra đất nào, bắn 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 nào. Đây là ông này ông đực. Đó. Rồi. Ôi sao. Sao mà nó lại nặng thế nhỉ? Được. Sao nào hôm nay sờ cà xem có thấy cà chưa? Hai hạt. Sờ to nhỉ. Nhìn trông to thế. Như sâm bói 6 cân rưỡi 6 cân rưỡi 7 cân mà nhìn nó to ghê luôn. Đó. Đuôi đây. Đó. Được.
Thằng này điểm nhận dạng là gì? Đầu đầu tai hơi vàng một tí, nhìn có thấy không? Ở đây nhìn ngang là thấy này, đầu tai hơi vàng một tí này, chấm tí lông vàng cả hai bên, cả hai bên luôn. Ok, đây là một thằng đực. Rồi, đực thứ hai. À cũng thế, cũng thế. Đầu tai cũng hơi phớt vàng. Khó à? Không, thằng này có cái khác một tí là ở trên mặt của nó là nó có tí chấm vàng ở đây này. Thằng kia thì không có, nhưng mà bọn này nó lông nó có thể thay đổi sau, thành ra là cũng không biết là thằng kia thì không có. Thằng này có. Rồi, đấy hai mẹ con này. Xem nào. Hai cà đủ. Bọn này thì chắc là không có thiếu cà. Ít cái trường hợp thiếu cà. Đó. Xuống đây, đi lăng xăng chơi tí đi xem nào. Không chui vào đấy đâu. Đây để cho nó hít hít cái bọn lông cọc này thì nó cái gì. Biến nhau qua. Đang phải để cho tạm cho mấy con cọc để ở trong cái chuồng này một tí. Bên này ngược sang không nhìn thấy. Bên này mới nhìn thấy. Ok. Rồi, coi như là em này này em được số 2. Phân biệt với này em được số 1 thì chắc phân biệt dựa vào cái mũi. Mũi có một tí mũi có một tí vàng một tí này. Đây. Ok. Thằng đực 1 đâu rồi? Đây. Thằng đực 1 đây. Thằng đực 1 mũi không có vết gì. Yên xem nào. Ok. Yeah. Đó còn hai con cái thì nó như nhau. Hai con cái như nhau và thằng đực nghịch thì như nhau. Đây, thằng đực nghịch một mình nó một kiểu đây rồi. Đó. Ok, cập nhật ngày hôm nay là chúng nó 60 ngày. 60 ngày tuổi, 59 ngày coi như 60 ngày đi. 60 ngày tuổi mà hai con cái là mỗi con 6 cân. Một con đực nhỏ hơn là 5 cân và hai con đực là 6 cân rưỡi, 6 cân 7 gì đấy. Đó, nhìn cái bụng nhá. Đây là ăn buổi sáng này, buổi trưa chưa ăn, chưa có ăn bữa trưa. Trời mưa. Ra đây này nằm ấy hả? Ra này nằm nói năng gì thôi, mấy đứa chơi đi. Quay thế được rồi nhá. Bây giờ thì mấy đứa chơi đi. Cái đây là em cái. Đây là em đực còi. Không phải đòi, không phải kêu, đòi ra chơi cùng đấy. Không cho ba con cọc ra chơi cùng nó lại vần nhờ. Thằng đực còi là thằng mõm nó có gì? Ok, thằng này là thằng cái này. Đây cái này. Đấy, nhìn dưới bụng của nó đúng cái. Và thằng ở trong góc này, thằng này. Đang chúi xuống đấy, thằng nằm xuống đấy. Đây cũng là thằng cái. Ba thằng đực gần nhau đây, ba thằng đực ra đây xem nào. Đực đâu? Ra đây xem nào. Thằng nào là con trai ra đây. Nào. Thằng nào con trai ra đây xem nào.
Đấy, một thằng đực đang ngồi cao hơn đấy, là thằng đực. Đó, đang đi đó, đực đó. Thằng cái là nằm, nằm là thằng cái. Đó, nhìn cái bụng của nó chưa? Rồi, hai thằng cái ở hai bên, ba thằng đực ở giữa. Đây, hai con cái ra đây, đây hai con cái đấy. Rồi, cái đã ngồi dậy. Bây giờ mới là lúc chơi. Ok, có đứa nào ra đây chơi không? Đây, vứt cho nó trắng trắng, xanh xanh kìa. Lại dạy nó nghịch giấy vệ sinh. Rồi lại còn không còn cuộn nào với nó. Vẫn là hai thằng cái hai bên. Rồi, một thằng cái tiến lên trước. À. Ok. Cái này. Đực. Đó. Không đứa nào ra đây chơi à? Ra đằng này chơi. Ừ, hay. Ra đây chơi nào. Ok. Cái. Ok. Ok. Cái này là thằng đực còi này. Đực còi ở mé trong cùng. Cái nhìn lông có xù ấy, nhìn to thế. Nhưng mà thực ra là nó nhẹ hơn hai con đực kia. Con nào mà cứ nghịch xoang nhỉ? Không lô. Nô ơi, không hư. Không có người nào mình nghịch. Ok.